Nhìn tướng biết khỏe rồi. Ôi, xin mời anh Tâm Thanh để chào các bạn khán giả nào. Hai, chào bà con cô bác, chào quý vị khán giả. Cho mình hỏi anh Tâm Thanh vậy. À rồi. Anh khỏe chứ? Khỏe, khỏe lên biết cái ghế ngồi luôn nè. Em vẫn khỏe. Em vẫn khỏe, anh cũng khỏe. Anh em mình bao lâu không gặp nhau anh? Lâu à? Dạ, chắc 4-5 năm rồi anh ạ. Ừ, đúng rồi. Bây giờ hai em có gì hỏi không? Hỏi anh, hỏi là hai em à. Vậy anh hỏi tụi em đi. À, tụi em khỏe không? Dạ khỏe. Khỏe tụi em mới ngồi dẫn chương trình này đúng không? Chứ không khỏe đâu ngồi đây được. À. Anh mấy đứa rồi? Anh hai đứa gái trai. À vậy thì quá là nè, 10 điểm luôn, nó gọi điểm 10 đó anh. Vừa có gạo mà vừa có nếp có tẻ nữa thì thôi rồi. Bây giờ người ta không có xài nếp tẻ nữa cưng ơi. Chứ xài gì cái anh? Đó xưa rồi. Chứ xài gì? À, đứa đứng đứa ngồi. Lần đầu tiên khi mà là anh nghe tin vợ mình mang thai, cảm xúc của anh như thế nào? Căng à? Căng không anh? Có dân chào không anh? Trời, giọng thứ đầu tiên mà nghe con so với người vợ mà nhỏ hơn mình 20 tuổi đó. Trong tâm, trong tim gì nó cái cảm giác nó làm sao á. Nó xốn xang, nó rộn ràng đúng không? Trời ơi, vừa hay tin nó là mình mừng. Mừng xong quay qua, trời ơi, cô ấy làm đóng. Đóng gì? Đóng gì anh? Ối, ối à. Dạ. À, anh ơi, mình có thể mình dùng từ cho nó từ hợp lý. Một đống nghe nó ghê quá nè. Phải không? À, thì ra từng đống thì anh sàn đóng thôi. Chứ giờ nói nửa đống thì người ta nói mình ăn lời. Chứ mình nói một thao, nhưng mà nói một thao ra tao không thao còn ghê nữa. Trong cái mừng đó thì nó tới cái cực nè. Hành. Trời ơi, em biết hồi đó đi diễn khuya về mà. Tới chỗ ăn uống này kia thì không ăn. Ăn đâu được đâu nữa. Thì đó, về nhà dắt xe vô nhà tắm rửa sạch sẽ, lên trên lò anh ơi em thèm ăn ốc. Từ chịu nổi không? Dẫn đi không đi. Anh mua về cho em ăn đi, mua cho em hai trứng hồng vịt lộn nha, rồi mua cho em ốc gì đó, ốc gì coi như đa số ốc tùm lum, rồi cứ một cái dĩa dĩa mua chừng 2-3 dĩa thôi. Nó khuya này ăn ốc tốt không? Đâu phải em ăn đâu anh, con nó đòi ăn. Con nó đòi ăn chịu thôi. Chạy ra mua về, ai ăn? Anh ăn. Ăn vậy con có để mua ăn cho hả? Ôi em không chịu nổi cái mùi này. Thôi em không ăn. Anh ăn hết luôn. Trời ơi, vừa xong ăn xong xuống xúc miệng này kia. Lên anh ơi, em thèm trái cherry quá. Trời ơi, có mấy giờ anh? Diễn xong là cỡ 10 giờ, 11 giờ rồi. Về tới nhà là 12 giờ. Trái cherry là coi như tìm không ra. Giờ đó thì chợ Bến Thành cũng đóng cửa hết rồi. Đâu có ai bán. Phải đi vòng ở ngoài. Mai sau gặp cái bà kia, bà còn được cái gánh, bà bán lộ chút chút á, đâu phải là trái cherry, nó là trái sơ ri. Ủa cũng bây giờ mà thì cũng dính chữ ri đó, cái anh mới vớt đỡ chứ giờ sao giờ vớt đỡ vô về giải cho ngán nó đi đừng ăn, vừa đem giờ chụp để mà không biết. Ủa anh ơi, trái này không phải. Chị ngán á. Ừ. Là nó kéo dài suốt cả quá trình mang thai luôn hay là chỉ có khoảng thời gian là hết? Tháng 2 tháng đầu thấy vợ anh cực khổ quá, anh mới nói thôi cái ngán nó giấy trời cho đưa qua anh đi. Ngán phụ hả? Đợt mình đâu có biết cổ chơi chiêu hay sao, anh đang nằm vậy đó cổ bước qua người anh. Trời ơi, trời ơi, mà anh ngán ngộ lắm, chiều tới là buồn ngủ không ăn luôn hả? Ngán ngủ hả? Anh ngán ngủ. Trời ơi, vậy sao đi bạn ngồi gì nè. Hèn chi mấy lần thấy đang người ngồi sân khấu mà ngủ gục. Là lúc mà là chị nhà xanh đó là anh ở kế bên chị hay là anh ngồi ngoài đợi? Anh ngồi ngoài, ngồi ngoài phòng chờ. Đi tới lui. Chứ không được vô phòng xanh nữa. Không được. Bởi vì vợ anh không có xanh. Mổ. Dạ. Yeah. Nếu mà cho phép vô tốn tiền anh cũng vô. Dạ. Yeah. Đó. Mà hầu như sanh mổ là người ta không cho mình vô. Đó, hay tin gái đồ lòng thì mừng, anh rất mừng. Dạ, anh khoái gái. Ờ, anh khoái gái nhưng cũng mê con trai. Dạ. Nghe nói mổ mẹ tròn con vuông. Đó. Mừng quá. Là anh mừng quá. Chị kia chỉ vừa, anh ơi, con anh nè, là ẩm ra cái chỗ tắm á. Bước vô đứng coi người ta tắm mà, dòm thấy tay chân con anh rồi, dòm số ký, ta báo là nó được 3.1 kg. Thôi, trong người mừng. Dở cái mặt nó ra, trời ơi, y bin anh luôn. Mắt hí dày sọc. Y bin anh luôn à? Y bin luôn, mắt hí dày sọc. Vui cười quái. Anh
có được bồng bé không? Không được, bởi vì người ta làm coi như người ta chém ra rồi người ta cho mình nhìn à. Nhìn ở ngoài này, nhưng anh đứng anh năn nỉ cái bà nó mặc áo vô coi cái rồi ra liền nha. Đó vô coi thì bà lao máu rồi này kia đó, thì xong xưa anh nhìn đồ này kia đó, rồi xong nghe là anh bước ra, người ta giao con xuống phòng là ta nói nè, tay chân mắt mũi đồ đầy đủ nha, đít đồ đó đó, thí dụ gì sò lụa rồi đó, đó là ta nói luôn đó là đầy đủ nha. Khi ta nói xong là anh nói ừ biết là tôi nhìn nãy giờ tôi nhìn trước cô nữa, đừng có hỏi phải là tôi nhìn biết. Ê, thấy anh Thanh vậy á là ảnh mê con hơn mê hơn là mê vợ á nha. Mê vợ chứ sao không mê, không mê vợ sao lòi ra đúng không, con ý nói có nghĩa là anh mê con hơn là mê vợ, là cái khúc mà vừa đẻ ra xong ui trời ơi thiên thần của tôi, cái quên mất vợ mình luôn. Đâu có, có quên không nhớ chưa dòm trời. Con giống ba quá trời, nhưng mà có những cái con giống mẹ con lắm. Không, cái nghe cái cảnh mà cái cảm xúc mà anh nói chuyện là thấy thương con cỡ nào gì đó, nhưng khi thương con quên mẹ như cha nó đúng rồi đó. Không có quên đâu, vừa bị đuổi ra là hỏi vợ tôi chừng nào xuống phòng. Cái cảm xúc của bé thứ hai á với lại bé đầu tiên thì là nó có khác nhau nhiều không anh? Khác nhiều chứ. Anh nói gái trai gì cũng được, nhỏ con gái thì nói thôi mẹ đẻ cho con em đẻ, gái đi để con đặt Shizuka. Shizuka ờ. Thế nói nếu không có Shizuka nó lòi ra trai anh là căng à. Xây qua xây lại cái hai cha con ở ngoài đưa mẹ vô, nhỏ con gái nữa Shizuka phải không mẹ? Cái mẹ là còn lâu chạy anh đó con. Trời ơi tội nghiệp con quá con, không được như ý của con hả? Mà nó nghe ý của ba. Cái phần mà là chăm sóc á, là hai vợ chồng hay là có sự hỗ trợ đến từ hai gia đình nữa anh? Ở đây anh là không có hỗ trợ hai gia đình. Bên nội thì trời cũng thương, ba má anh đi bán muối sớm rồi. Ba anh là bán 90 tuổi, má anh là 89 tuổi. Dạ. Đó. Ông ngoại đi hồi 72 tuổi, hai chồng ôm hết luôn. Anh còn phải đi chạy show. Đúng rồi. Anh còn phải cán đáng kinh tế của gia đình nữa thì đúng rồi. Liệu rằng nó có khó khăn không? Hai đứa, đứa nào khúc đầu cũng khó khăn. Lúc mà nhỏ gái đầu tiên mười mấy tháng, anh nhớ ép anh cứ mới vừa đi diễn đâu về cái anh cho con bú đi. Cái pha sẵn đồ khúc sữa gì cái đưa. Thế mà mình cũng đút vậy nè. Đút mà mệt quá. Giọng thứ tắm rửa vô đồ mát mát dễ buồn ngủ mà máy lạnh nữa. Đó mình đút vô gì cái ế nhiều lúc. Nhiều lúc anh ngủ rồi. Được. Anh ngủ gục luôn, cái tay anh sọt vô lỗ mũi nhỏ con anh luôn. Cái sọt có gì rồi cứ gì nè, cái ngủ cái vợ lên. Trời ơi, anh cho nó bú gì vậy anh giật mình. Ai cho nó bú, em cho nó bú cho anh cho nào. Anh nhìn nó coi. Nhưng mà anh rất thương con anh. Ví dụ ban ngày anh mà không có đi đâu là không có đi quay hay không có đi diễn tiệc đồ này kia thì ở nhà anh vẫn pha sữa. Anh vẫn đút cho con anh bú là chuyện bình thường. Dạ. Cái việc mà là giáo dục giới tính cho các bé là nó có thực sự khó khăn hay không? Anh thì không có chỉ cho bé gái anh cái giới tính mà là vợ anh. À. Có một hôm bé gái ngồi trước mặt anh với vợ anh. Mới đây nó hỏi mà anh cũng muốn lên chương trình này để gặp hai em nhiều lắm. Nhiều khi tụi em trẻ tụi em trả lời được. Anh thì anh trả lời không được với nó. Con gái anh nó quay qua hỏi mẹ mẹ, ba với mẹ làm cách nào mà ra con vậy? Cái anh bụm miệng nè. Anh nói ba đau bụng quá. Rồi mẹ nó cũng không biết trả lời. Còn hai em thì trẻ quá chắc trả lời được. Khi nào con lớn thì tự động con sẽ biết. Nhưng mà lỡ lúc đó con bé nó không bây giờ nói như vậy thì con chưa có lớn. Đợi bao giờ con mới lớn con muốn biết thì gì đâu có. Nhưng mà vợ anh trả lời mém như câu này. Chỉ đơn giản thôi. Con học lớp 4 chưa được lên tới cái lớp để biết cái về để người ta chỉ dạy cho con về vấn đề tình dục hôn nhân gia đình. À. Sau này khi con tới tuổi thí dụ như lớp 6, lớp 7 gì đó thì khi người ta đã dạy cái đó thì con sẽ hiểu được làm sao ba với mẹ có được con dạy em. Hay quá. Nhưng mà thật sự nha, mấy đứa bé thường có những câu hỏi mà hóc búa lắm kìa hả? À. Không biết tại sao mà mấy bé lại suy nghĩ có những câu hỏi đó luôn á. Không hiểu được. Rồi xong cái anh trong anh hèn lắm, trong anh chạy ra. Đó, ba mà không đau bụng ba ra ba cũng nói y như mẹ. Theo anh nghĩ là ở cái độ tuổi nào là sẽ thích hợp để mà mình có thể nói cho bé biết những cái vấn đề về sự khác nhau về giới tính? Cái đó là do vợ em hết. Vậy ha. À, em truyền lại cho bà xã em nói chuyện. Bà xã em sẽ dạy cho cháu nó coi như là để ra ngoài đừng ai xâm hại gì tới nó. Anh có dạy con anh chỉ dạy nhiêu đây thôi. Ba được nắm tay con nè. Ba được vuốt đầu con nè. Ba được ôm con vào lòng nè. Nhưng ngoài ba với mẹ thì ở ngoài đường không có ai cả, chú bác mình cũng không ai được quyền ôm con vào lòng trong khi không có sự đồng ý của con. Nhớ với ba một điều là như vậy.
chứ đừng để ai nắm tay. Ồ, con của ông Tam Thanh hay là ví dụ con của gì đó, em hay ấy đó, này thấy thương quá này kia, là nó sẽ nắm được cái tay con, nó sẽ nắm chỗ khác. Còn trong người của con là cả ba cũng đụng không được, chỉ có mẹ mới đụng con được đó. Thì mình, anh chỉ biết nói như vậy thôi, đó là mình cũng đã giáo dục cho con mình. Hai vợ chồng mình là ở gần như là hai thế hệ. Đúng rồi, đúng đó rồi. Lúc mà là có bầu với lại sau lúc mà là chị sanh nở xong mà nó có khác nhau không? Mà đặc biệt nữa là vợ vợ anh kém 20 tuổi. Không phải là ai cũng được như vậy đâu nhé. Cái câu này thì cũng hay, mình xài cái từ cho sạch chút đi. Dạ. Giao phối đó. Đó. Là coi như là thí dụ như giao phối, giao hợp đồ. À đó, thì mình xài cái từ cho sạch chút. Đúng là tiền bối nó vẫn có khác á. À, đó, vậy đó thì mình có những câu châm ngôn mà vừa vui vui cái cười, cái từ từ nó đi tới cái chất mặn nồng á. Vợ chồng anh có cái câu châm ngôn là như vậy. Viết liền nè. Không, viết anh liền. Anh nói là anh nói với vợ anh là chích chè hỡi chích chè ơi, chích chè có muốn chích hay không? Đó, cái vợ anh mới trả lời lại câu chích chè thích, chích chè mê, chích chè muốn chích lắm anh ơi. Trời ơi tôi quá cái câu này. Chích chè. Đó. Trời ơi chích chè. Thì cái từ từ khi người ta thích rồi đó, làm coi như mình hành xử, mình muốn làm gì mình làm đó, người ta đồng ý rồi. Tao đồng ý rồi đó. Cái câu này hay quá má ơi, chích chè, chích chè, chè hỏi chích chè ơi, mà nghe rất là đáng yêu nha. Ví dụ như mà là giữa hai vợ chồng mà là đang có gây lộn phải không, mà là tối vẫn muốn ngủ chung á, không biết bắt đầu sao á, thì tự bên đang ngâm thơ. Đúng vậy, đứng bên đang ngâm thơ đó, chích chè ơi, có chích gì không, chết anh ơi. Chính thức ghi hình tại bang California, Hoa Kỳ. Thông tin đăng ký gửi qua Viber 0522 961 076 hoặc Gmail anhnguyet.nguyenthi@mcv.com.vn. Bây giờ là tới cái phần nè, là vợ tôi vô số tội. Người ta xấu, mình kể người ta xấu. Thấy được cưng, được đằng chân lên đằng đầu. Thèm gì ăn miếng thì nói anh bưng lên cho ăn. Đó, nhiều lúc vợ mà cam ràm đúng không? Thôi ôi, đi nhậu về thôi, nhai cho tới khi nào mình ngủ thôi. Mình mà còn hí hí là đừng có giả bộ ngủ nghe. Trời ơi, nghe tôi nói nè. Chắc mỗi lần anh nhậu về anh xỉn hay không xỉn thì cũng giả bộ ngủ trước đó mà. Thì đó, đẩy cho hết số rồi hết về. Số, về trong điện thoại của anh lưu số bà xã của anh, mà lưu tên gì? Hồi mới yêu là bé yêu, mà lúc nào ở nhà cũng kêu bé Phú hết. Giờ là lưu nó là chó cái. Thiệt luôn hả? Ừ. Điện thoại, ở điện thoại. Bị tịch thu rồi, bị tịch thu rồi. Hừ. Chó anh lưu cái. Là chó cái. Rồi vợ anh lưu tên anh là gì? Cũng hiền lắm, chó đực. Trời ơi, có qua có lợi với tao đồng nhau thôi. Có một bữa hổm, anh lưu chó cái xong, cái anh quên đi, để chữ A, chó cái, cái anh điện thoại tới. Trời, quỷ nào mình ghét hay sao, mà hiện tên lên chó cái gì trời. Tự nhiên, giờ này điện thoại cho mình, cúp máy, để đó. Điện thêm lần nữa, mình cúp máy. Vợ ở dưới lầu á, mở cửa, điện lên. Kêu mở cửa. Điện lên, cái hồi mình nói ủa sao kỳ ta, ngồi cái anh tự suy nghĩ, trời ơi mình lưu vợ mình là chó cái, dòm lại danh bạ số điện thoại của vợ đó, trời ơi vợ mình điện lại đang ở đâu, tôi đang ở dưới nhà nè, cúp máy đi xuống. Chị cá tính lắm luôn á, nhưng mà dễ thương mà. Thì đối với lại ai mà hiểu tính thì là sẽ thấy là rất là dễ thương. Còn nếu như mà là những ai không biết á, ở ngoài mà nhìn vào á thì thấy là chị hơi bị dữ á nha. Đâu có, chưa mở chưa cửa hả? Xong lên mở cửa xong lên cái anh nhầm, tưởng nhỏ nào điện lại cho anh, số điện thoại của tôi mà anh không nhìn ra, đâu phải số điện thoại không bị mình chưa có khai vụ mình lũ chó cái mình nói anh nhìn lộn số điện thoại nhỏ kia, đưa đây số điện thoại nhỏ nào, tôi mới điện anh mới bốc trả lời tôi nè, coi đi bốc trở ra. Lưu tôi chó cái thì bình thường thôi, anh tôi cũng lưu anh chó được nè, có gì đâu mà đâu. Trời ơi. Giờ tới lúc là mình thú thiệt nè. Đúng rồi. Thí dụ như đứa gái đầu tiên, anh con cái bê bối là mừng thì mừng, nhưng mà thèm nhậu. Diễn xong cái bạn mà hello cái kiếm tôi có chuyện gì, tới đây nè vui lắm. Rồi vì vui quên luôn, quên hai cục vàng đang nằm nhà luôn. Nhọt đi nhậu, họ cứ nghe chuông reo bốc lên. Anh nghe nè vợ. Đó. Vậy chưa? Giờ xong cái chạy về. Anh về liền. Về liền á. Rồi để đó hồi nói chuyện họ quên. Không về. Tiếng hồng hồ sắc thiết chuông reo nữa, anh về liền nè, bây giờ anh đang chuẩn bị về nè,
cờ hát cái cuối nè. Hát cái cuối. Hát cái gì cái cuối. Xong rồi tới giờ này mượn một giờ rồi, ở đâu mà cái cuối nữa. Ờ thôi vậy anh về, anh về liền. Về tới nhà, vô nhà thì mặt đỏ lên, cái dòm thấy mặt vợ căng rồi, dòm thấy biết có chuyện rồi. Dòm cái thôi ôi con ngủ hả? Dạ là nịnh liền hạ giọng xuống, con ngủ hả em? Cái nó nhìn qua con, vợ nhìn qua con định la lên rồi. Nhìn qua con thì không thấy nó ngủ hả? Nói sao em chưa ngủ? Ngủ đó không đi nhậu hả? Không có về rồi nè. Ngoài cái chuyện mà là ăn nhậu ra thì anh còn cái tật xấu gì? Theo thời điểm bây giờ thì nói chung là khi ra đứa con và tới giờ này nhà cửa cơi ngơi xe cộ đồ đàng hoàng thì anh không còn gì để xấu nữa. Bây giờ là gia đình là trên hết. Đúng rồi, bây giờ anh nói nghe, anh chỉ mong là anh có sức khỏe để anh lo cho vợ con anh tới bước đường cùng, vì hai đứa nó quá nhỏ. Mà cái sự hy sinh của vợ anh đối với anh thì rất lớn. Hai đứa con nó đều thương anh hết, mà nó đều giống anh. Coi như vợ anh là chỉ đẻ mướn thôi, chứ nhìn vô là không ai nói con anh giống vợ anh đó. Tới nỗi về quê mà gia đình bên vợ nó, bây giờ nhìn mấy đứa con mày được quá nè. Là mình nghĩ là trước đó đẻ ra xấu lắm, bây giờ nhìn là thấy được rồi đó. Là nó đỡ rồi đó. Chứ thật sự là mới đẻ ra là ai nhìn nó trời nó giống ba nó xấu quá. Của ông Tân mà đẻ ra không có chề là không được. Đúng rồi. Đẻ ra mà mớm là không được. Đúng rồi. Nãy em chề đó. Ừ. Em có nói mà. Đứa đầu chưa hợp, còn gãi gánh ly dị xong quay lại á, đứa sau mới hợp, quay lại là lòi đứa sau. Là hợp luôn tới giờ luôn. Khi mình có đứa con rồi á, đàn ông á sĩ diện lắm. Bị anh nằm trong đó mà. Bị anh nằm trong đó. Mở miệng hãy hỏi thương vợ không? Thương con không à? Mà vắng vợ là không được. Đó. Hiểu rồi. À, tối cái mà không lẽ giờ mình đi vòng vòng ngoài đường hoài. Cuối cùng mình cũng phải đi về nhà. Bây giờ sẽ là một món quà rất là đặc biệt mà chương trình đã chuẩn bị dành tặng cho anh. Xin mời anh hãy nhìn lên màn hình. Thăm á, đầu đội trời chân đạp đất, dám nghĩ dám làm, tự do tự tại. Nếu mà nói ra thì ai cũng có cái xấu, ai cũng có cái tốt. Cái quan trọng là mình có chấp nhận nhau được hay không á. Do đó là anh với chị á, dành rất là nhiều tình yêu thương cho bé gái đầu lòng. Vì có một đứa con đầu lòng mà từ lúc mà mang thai nè cho đến lúc mà sinh ra là coi như là chăm chút rất là kỹ luôn. Lúc mà có đứa con đầu lòng á, thì ông xã của chị rất là bận về trong cái vấn đề chăm sóc. Mà bản thân chị thì cũng không hề có những cái kinh nghiệm để mà chăm sóc con nữa. Thì lúc mà chia nhau cho bé bú á, bé gái thì lại bú thép rất là nhiều. Đêm ngủ là bú đêm, mà em biết là bú đêm trời ơi chăm cực lắm luôn á. Phải dậy pha sữa cho con, có nhiều lúc bớt quá cái kêu cái 2 tiếng là cho con bú một lần. Thì đâm ra trong một cái đêm dài không ngủ được bao nhiêu tiếng hết. Mình mới kêu là thôi anh giúp em một lần đi. Ví dụ như là đầu hôm là khoảng 11 giờ thì anh sẽ cho con bú. Thì sau cái 11 giờ là khoảng 1 giờ thì em sẽ cho con bú. Thì thế là ảnh ngủ rất là sớm. Từ lúc mà mang thai là ảnh đã ngén rồi đó. Thì đến sinh ra là ảnh vẫn còn ngén. Bữa nào không diễn là ngủ rất là sớm. Và đến 11 giờ cũng dậy cho bé bú. Có lần thì đang cho bé bú mà ảnh lại ngủ gục luôn á. Ảnh rất là, nói chung là rẻ con. Ảnh cho bé bú xong cái ảnh ngủ gục. Thì vô tình cái bình sữa đó, cũng may là lúc mà bé còn nhỏ, còn khoảng 2-3 tháng á, thì cái bình sữa nó, cái vòi của nó không có phúng nhiều, nó sẽ ra từ từ để tránh em bé sặc. Thì ảnh đút làm sao mà không cho vào miệng bé, mà ảnh ngủ gục ảnh cho vào mũi của bé luôn. Thì tự nhiên cái lúc chị phản xạ chị giật mình vậy chứ, trời sao anh lại đưa bình sữa vào mũi của con. Thế ảnh giật mình lại, ảnh nói ủa vậy hả, trời ơi anh không biết. Thì lúc đó mới đưa bình sữa vô cái thôi anh ngủ đi để cho em làm. Rất là đấy, đại khái là rất là vụng về trong cái đứa đầu, nhưng mà ảnh rất là thương. Còn cái anh nhỏ thì khi mà chị có bầu ảnh á thì anh Thanh làm ăn cũng thất bại, rồi trong công việc nói chung là gặp rất là nhiều trắc trở, và bản thân chị mình không có tâm lý để mà mình trao dồi cho cái thai của mình nữa. Bé gái thì chị sinh được 3.1 kg, nhưng mà bé trai thì chị sinh chỉ có 2.7 kg thôi, mà nó bị thiếu nước ối, đẻ ra tay chân nhăn hết trơn, tội nghiệp lắm. Ba mới cảm thấy là thương cái anh nhóc này nhiều lắm, vì hồi lúc nó mang bầu á lại là không có chăm ảnh nhiều. Bà chị bá siêu nặng là tại sao là ba với mẹ là cứ thương em mà cứ không có quan tâm đến con. Mà thật sự là cái này là lỗi do chị chứ không phải là do anh Thanh. Lúc thời gian đầu mà chị sinh thằng nhóc ra là gia đình thì không có ai hết, có hai vợ chồng. Bà chị bị hụt hẫng tại vì đang ở trong vòng tay mẹ chăm sóc từ đó giờ.
đó là cô chị cứ đi theo mẹ hoài, đi theo mẹ hoài. Mà gặp anh nhỏ thì bố mẹ đâu có buông. Ở nhà thì nhiều khi có một mình mẹ thôi, mà mẹ phải quản lý hai đứa. Nên anh Thanh phải đèo con đi quay luôn. Có những lúc quay tới 10 giờ đêm mới về, thấy tội lắm. Mà cũng đi theo ba vậy đó. Nó đi học đến bây giờ bài văn lớp 1 vẫn tả là cái ngày đầu tiên em đến trường á là ba dắt tay em đi vô cổng trường. Tự nhiên cảm thấy mình, mẹ cũng cảm thấy hơi buồn và thương con chút xíu, là lúc đó là chị sinh em bé chị đâu có đi được. Và không hiểu sao á là khi mà chị về chị ở cái nơi mới thì anh Thanh lại sanh tật. Hồi đó là rất là yêu thương chị, không có ăn chơi, không có đàn điếm gì hết. Tự nhiên về cái căn nhà này ở, khi mà anh chị mua là anh bắt đầu sanh tật ra. Chị cũng tha thứ. Giai đoạn đó thì nó giống như là một cái cơn lốc xoáy đi qua gia đình chị. Mình vượt lên thì phải cùng nắm tay chặt lại. Và lúc đó thì anh Thanh thay đổi hoàn toàn. Ví dụ như là cái ngày mà chị sinh em bé được khoảng 25 ngày là ngay cái ngày Noel á. Năm đó thì ảnh đi diễn xong thì ảnh đáng lẽ là 11 giờ cái ba nó đã dẹp rồi thì ảnh phải bắt một phải về, khi con chị nó mới có nửa tháng mà ảnh lại hẹn với người ta là đi ăn nhậu gì đó. Thế là khi mà chị gọi thì ảnh nói là ảnh kẹt bạn bè gì đó nhưng mà vẫn về liền, nhưng mà điều đó là cái điều mà làm tổn thương chị nhất. Có những cái sóng gió mà mình không thể nào nói ra được mà hai vợ chồng phải chịu đựng á em. Cái lúc mà chị mang bầu đàn nhóc thì chị lại mất cha của chị á. Cho nên lúc đó thì điểm tựa của chị là chỉ có anh Thanh là ở bên cạnh thôi. Mẹ chị thì ở xa rồi. Lúc mà xảy ra biến cố sóng gió đó, nhiều lúc mà hai vợ chồng chị phải ăn mì gói để mà vượt qua, để mà lo cho con á. Bây giờ nhìn lại cái biến cố đó thì vợ chồng chị bắt buộc phải vì nhau mà gắn bó hơn nữa, và phải cố gắng vì con hơn nữa. Cho đến thời điểm bây giờ thì anh đã thay đổi hoàn toàn và biết suy nghĩ nhiều hơn. Em muốn nói với anh là tất cả sóng gió đã qua đi rồi, thì bây giờ gia đình của chúng ta đã rất là hạnh phúc nè. Điều mà em mơ ước nhất đó là sức khỏe của gia đình mình. Em có, nếu mà có một đứa thì em sẽ ước rằng là gia đình của chúng ta luôn luôn hạnh phúc ở bên nhau và mãi mãi khỏe. Bởi vì anh lớn hơn em tới 20 tuổi lận, cho nên là em cũng lo cho sức khỏe của anh. Cho nên là anh hãy giữ gìn sức khỏe của mình nhiều hơn vì mẹ con em, để cho gia đình.